Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhiều người dân ở xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai kể, cách đây vài thập niên, một đứa nhỏ có quê gốc không phải ở đây đã chào đời. Người dân trong bản vui mừng khôn xiết, họ kéo đến ăn mừng cùng gia chủ đến tận nửa đêm mới trở về. Đó chính là ngày sinh ra tên tội phạm khét tiếng Phản A Gát. Già làng Lý Văn Sinh, 78 tuổi cho biết, gia đình Gát thích nghi ở miền núi rừng, nên ông Đàm, bố Gát hiểu con mình cần phải trở thành một thợ săn dũng mãnh mới làm rạng danh tổ tông. Chính vì vậy, Gát không đi học ở trường mà mới 10 tuổi đã theo cha vào rừng săn bắt. Cuộc sống với những kỹ năng đặt cạm bẫy, truy tìm con mồi đã hình thành trong Gát một bản năng đặc biệt mà không mấy người có được. Ngày đó, Gát được xem là người đi săn giỏi nhất vùng bởi tài thiện xạ. Gát chỉ cần đưa vũ khí lên là bóp cò mà không cần ngắm. Con thú nào bị hắn nhắm đến thì coi như đều rơi rụng tại chỗ. Từ khả năng đó, hắn kiêu ngạo với tất cả bạn bè cùng lứa và luôn coi mình là số một. Do Gát tính tình khó đoán, lại hành động một cách kỳ cục và dã man nên không ai dám chơi thân với Gát. Cũng có nhiều người biết gã hay ăn trộm vặt nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ hắn thù hằn. Bởi thế càng về sau gã càng trở nên ngạo mạn và trở thành một kẻ sát nhân vô cùng tàn bạo. Nhắc đến những tháng ngày sống với chồng, bà Phan Thị Xuân, vợ Gát cho biết, hồi gã còn sống có lần vợ chồng đang ở nhà, có ông Thán, anh vợ Gát đến chơi. Thấy hai vợ chồng bà cãi nhau chuyện lập lán xẻ gỗ nên anh Thán có can vài câu. Vậy mà gã đã vung hung khí đi rừng tấn công, cũng may mà ông Thán tránh kịp. Theo hồ sơ công an tỉnh Lào Cai cung cấp, thấy được sự ngỗ ngược côn đồ của Gát nên bà Đanh, mẹ vợ Gát đã nhờ con rể đi đòi tiền đền bù của người đã làm mất con trâu nhà bà. Ngày 2 tháng 11 năm 2000, Gát nhận lời mẹ vợ cùng em trai là Phan Amin, anh Tấn A Tón cùng ông Tấn A Đòn đến nhà ông Tẩn Duân Hiền ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát để đòi tiền đền bù con trâu. Biết tiếng tăm của Gát vang núi, ông Hiền, người lỡ tay hại con trâu của mấy gia đình ở Ná Nùng những ngày trước đó, đã đề ra nhiều phương án giải quyết mềm mỏng. Ông Hiền mời cơm Gát và mấy người đi cùng. Trước sự chứng kiến của già làng Phan Hồ Hin, bản Phìn Ngan cùng các bố lão trong làng, Hiền đã phải trả cho Gát 350.000 đồng. Bà Tráng Thị Mẩy, vợ nạn nhân Tần A Đon, nhắc đến vụ án chồng bị Gát sát hại dã man cho biết, mãi sau này khi công an đến nhà hỏi chuyện, bà mới được biết câu chuyện trong bữa ăn ở thôn Phìn Ngan hôm đó. Gát và Tón đã cãi nhau về việc chia tiền công đi đòi bồi thường trâu với ông Đon là không công bằng. Hắn định ra đòn với Tón, nhưng mọi người can ngăn nên thôi. Đến khi ra về khoảng 20 giờ 30, họ vẫn tiếp tục đấu khẩu và thách đố nhau. Đến một lán trông nương lúa thì Gát nói mọi người dừng chân nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Gát với lấy ngay điếu mà những người dân đi rừng bỏ lại táng vào mặt anh Tón. Thấy phản ứng của Gát quá thất thường lại có tiếng nguy hiểm, em trai Gát là Phan Amin chạy lại khuyên ngăn anh trai nhưng không được. Gát đã dùng đá phang thiệt mạng hai người cùng đi đòi nợ là Tón và ông Đon, chồng bà Mẩy, rồi thản nhiên về nhà. Sau đó Gát cầm vũ khí nóng đi săn theo lối mòn quen thuộc vào rừng thuộc thôn Suối Thầu, xã Cốc Mì. Biết chắc chắn công an sẽ truy bắt, Gát chuẩn bị sẵn đồ dùng để bỏ trốn. Thời gian lẩn trốn trong rừng, Gát dùng vật cứng sắc đánh dấu không ít cây gỗ lớn. Những thân cây mang dấu của Gát thì những người đi rừng không ai dám bén mảng đến. Đã vậy, hắn hiện lẩn trốn trong rừng nên càng đáng sợ hơn. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn tai ương của một người trong làng đã vô tình dẫn đến sự ra đi tức tưởi. Ngày 1 tháng 12 năm 2001, anh trò A Thắng, sinh năm 1972, người từng là bạn đi rừng một thời với Gát ở thôn Ná Nùng, đã nhờ một số người trong làng xẻ gỗ giúp mình. Đặc biệt hơn, cây gỗ mà anh Thắng xẻ lại là gỗ mà Gát đã đánh dấu trước đó. Sau khi cây gỗ bị đốn hạ, những người thợ anh Thắng nhờ ở lại trong rừng xẻ gỗ,
còn Thắng một mình về lán nấu cơm. Bởi thế Gát đã ẩn sẵn trong bụi rậm gần đó và lấy mạng anh Thắng. Lúc mọi người chạy đến nơi thì Thắng đã tắt thở. Vũ khí nóng Thắng mang theo người cùng toàn bộ quả nổ và đồ dùng cá nhân của Thắng cũng bị hung thủ lấy sạch. Đến ngày 19 tháng 11 năm 2003, Gát lại một lần nữa làm náo loạn khu rừng già, càng khiến dư luận vùng biên giới Bát Sát - Lào Cai hoang mang. Kể từ đây không ai còn dám bước chân vào khu rừng suối Thầu nữa. Họ chỉ quanh quẩn cạnh nhà rồi đêm về đóng kín cửa. Không ai dám vào rừng vì sợ con ngáo ộp giữa đại ngàn sắp hạn. Một số phụ nữ giao tuyển trung tuổi ở Cốc Mề cho biết, thời đó đã có 4 con trâu liên tiếp bị sát hại. Hung thủ chỉ khoét lấy phần thịt ở đùi sau. Trong khi đàn ông trong bản không dám vào rừng hái hoa màu, thì những người phụ nữ phải lên nương tỉa bắp đào sắn. Khi đó Gát xuất hiện và mang theo thịt trâu để tán tỉnh gạ gẫm họ. Nhưng Gát không hề tiết lộ nơi gã lẩn trốn. Bẵng đi một thời gian và một buổi chiều tàn, một con chó đã toi và chủ của con chó này cũng bị thương khi đi rừng. Đặc biệt người này từng có hiềm khích với gia đình Gát. Nó như một sự cảnh báo về sự trở lại của tên sát nhân lúc ẩn lúc hiện này. Đến ngày 19 tháng 7 năm 2003, sau hơn 2 năm anh Thắng và hai người cùng bản thiệt mạng, Gát lại gây ra một vụ hại người nữa. Nạn nhân lần này là những người dân đi rừng vô tội. Hôm đó một tốp người đang ngồi hút thuốc lào ở khu rừng già thuộc địa phận xã Cốc Mề thì bị Gát phát hiện. Hắn nghĩ đám người này giả vờ ngồi chơi để dò la tin tức về hắn, nên hắn đã giương vũ khí nóng bóp cò. Anh Đặng Văn Thành sinh năm 1972, bản Nà Lùng, bị phát quả nổ trúng vào lưng nhưng may được cấp cứu kịp thời. Thượng tá Tiến kể, nhận được tin báo Gát vào rừng suối Thầu, ngày 30 tháng 11 năm 2003, một đội trinh sát vào rừng sâu để tìm kẻ sát hại người. Nhưng không ngờ Gát đã phát hiện đội. Khi trinh sát đang phối hợp nhử đối tượng đến địa điểm phục bắt thì bị hắn nã đạn, làm thiếu úy Vũ Tú Nam, cán bộ công an huyện Bát Sát bị thương khá nặng. Ban giám đốc công an tỉnh Lào Cai quyết định thành lập ban chuyên án truy bắt đối tượng do Đại tá Hoàng Công Tế, phó giám đốc công an tỉnh làm trưởng ban chuyên án. Hai người dân ở thôn Ná Nùng lên nương thảo quả gặp Gát, bị hắn dùng vũ khí nóng khống chế cướp 2 kg gạo, một chiếc áo rét, một ít cá mắm và chiếc đèn pin rồi đi ngược lên đỉnh núi. Thông tin này cho thấy Gát vẫn ở trong khu rừng già, lúc nào cũng mang theo bên người 2 khẩu vũ khí nóng, một ngắn một dài. Hành tung của Gát vẫn lúc ẩn lúc hiện. Có lần biết Gát sẽ sang biên giới Trung Quốc gặp người thân, lực lượng công an tỉnh Lào Cai phối hợp với công an Trung Quốc bố trí phục bắt đối tượng. Nhưng hắn đã không đến vào ngày đó mà đợi đến một tuần sau mới sang. Ngày 1 tháng 5 năm 2005, Gát đốt tiếp 2 lán làm nương của ông Tần A Phùng và Tần A Rèn ở khu Tân Thầu, sau đó cắm trông xung quanh lán. Hơn 10 ngày sau, hắn lại đốt tiếp lán của anh Chảo Phù Lều và Chảo Phù Ngan. Kế đó, hắn dùng đá ném vào mái ngói nhà, phá 2 cây đu đủ dứa nhà anh Tấn Dín Hiếu, thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, Gian Đề. Đại tá Hoàng Công Tế, nguyên phó giám đốc công an tỉnh Lào Cai kể, ngày 9 tháng 11 năm 2005, công an đã tiếp cận khu rừng mà nơi Gát ở, đặc biệt không để người nhà Gát phát hiện. Thế nhưng mưa to, tiết trời mùa đông lạnh thấu xương khiến đường lên núi vô cùng khó khăn. Đến gần trưa ngày 10 tháng 11, các mũi trinh sát đã lần lượt tiếp cận vào khu vực cửa hang nơi Gát đang lẩn trốn. Trong quá trình tiếp cận, lực lượng trinh sát nghe thấy tiếng ho của Gát nên biết hắn đã bị ốm. Ngay sau đó, một cuộc họp tác chiến ngay tại rừng sâu đã diễn ra để xác định bản đồ địa thế của hang và phương thức tác chiến. Khoảng 12 giờ trưa ngày 10 tháng 11 năm 2005, 4 mũi giáp công bao gồm cả công an, biên phòng, lực lượng dân quân đã tiếp cận cửa hang nhưng không thể vào hang vì lối đi chỉ lọt được 1 người nên cũng đã nằm trong tầm ngắm của Gát. Tuy nhiên nhiều lần tấn công, Gát đã bị thương và không di chuyển nhanh nhẹn như những lần trước. Quá trình tiến công vào hang, Gát đã làm 5 trinh sát bị thương, trong đó có phó công an xã Cốc Mề bị thương rất nặng. Cũng trong cuộc chiến lần này, ông Tần A Sửu, ngày đó là bí thư thôn Ná Nùng, đã bị Gát tấn công vào cánh tay trái, phải nhập viện ở bệnh viện 198 Bộ Công an. Đến lúc này, toàn bộ khu vực đã bị phong tỏa, tất cả mọi khe hở đều được giăng lưới rất kỹ, quyết không để con cọp này thoát một lần nữa. Cuộc chiến giằng co xảy ra suốt đêm hôm đó, cho đến sáng ngày 11 tháng 11, các mũi tấn công của lực lượng công an vẫn tiếp tục giám sát mục tiêu. Vòng kim cô mỗi lúc một khép lại nhỏ dần, quyết bắt kẻ sát nhân tàn ác như con sói rừng đang cố thủ trong hang.
Trinh sát tiến sâu vào trong hang mới thấy được cách bố trí hung khí, đồ dùng sinh hoạt của tên tội phạm này. Hắn đã bị thương bởi những vết huyết quệt dài kéo lê trên vách đá. Ông Tiến kể tiếp, vì hôm đó có quá nhiều anh em bị thương nên lãnh đạo quyết định thắt chặt vòng vây nhưng không tiến công để tránh làm tổn hại thêm lực lượng. Đến sáng khoảng 8 giờ ngày hôm sau, một tiếng nổ lớn từ trong hang đá vọng ra. Anh em tiến vào thì phát hiện Gát đã tắt thở. Qua khám nghiệm cho thấy hắn đã quyên sinh. Gần 2.000 ngày đêm, chuyên án mới đi đến hồi kết. Tên tội phạm nguy hiểm và ma mãnh bậc nhất mà lực lượng công an tỉnh Lào Cai phải đối đầu đã không còn sống. Cũng từ đây, cái tên Phan Agat cùng biệt danh Cọp Rừng đã biến mất. Cốc Mì đã trở lại cuộc sống bình yên như xưa. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.